Còn Evoli trước đó đã lộ cho mình những lượng thông tin đầu tiên rồi. Kịp thời headshot để chàng Batuli thành công. Đối thủ tiếp theo cũng không thể là vượt qua khỏi tay chàng này, chính là Perfect. Phát hiện ra thêm người nữa trên đầu, nhưng rất đáng tiếc Spyro là người bắn tốt hơn. Vẫn tiếp tục là vị trí được khó chịu tới từ Noara. Và lần này người được lựa chọn là anh chàng Lindu. Khó quá đi thôi, tầng 2 thì Tanky cũng chẳng thể làm được gì. Multi show của Gaming từ 3 người, họ chỉ còn một, và bây giờ thì họ tan biến luôn ở top 16. Đó là sự kết hợp giữa Burial Nhân Thật cũng như là Vitex Pro. Batulins vẫn còn sống. Nora sau khi gặt hái được 2 điểm kill thì ngay lập tức sủi đi. Họ đang bắt trượt những cái tham minh của nhau. Chúng ta tạm thời bỏ qua câu chuyện đó, đến với những diễn biến khác ở trên bản đồ thi đấu này. Nhưng quay trở lại đây, chúng ta có vị trí của Penta lại knock out thành công được Code Marco. Liệu đây có phải là một lời giải cho một bài toán khó mà các thành viên của TSM nãy giờ họ đang mắc phải hay không đây? Code Marco là người cover từ xa, và 3 thành viên còn lại đều ở dưới chân, thông tin đang là quá nhiều rồi. Còn với Dream xem về Team Liquid thì sao? Họ đụng độ một chút với các thành viên của Archangel Predator, và bây giờ thì CJ18 là cái tên được lựa chọn phải nằm xuống. Họ lại quay ngược trở về kẻ thù xưa, đó là 17 Gaming, một đội tuyển tay rất to ở đây. Và ngay lập tức Shu chứng minh điều mà tôi nói. Nhưng ở đầu dây bên kia thì Lil Ghost cũng phải bỏ mạng lại dưới họng súng của anh chàng Mìm. Một tham minh cầm flash trên tay, và mình vẫn có thể hạ gục được anh chàng Shu. Người đội trưởng với người đã nằm xuống, và có một double kill dành cho vị trí của mình. Cái tên cuối cùng Shu Jiu liệu có thể hạ gục được các thành viên của Team Sonic hay không đây? Tiếp tục nâng thêm tỷ số cho 17 Gaming. Né tạm thời được trái flash, và Shu Jiu là người làm tốt hơn vị trí của mình trong pha thi đấu này, cứu dậy được những người đồng đội. Tuy nhiên cơ hội đi tiếp gần như sẽ là không còn, khi mà inside bên phía Fury đã ngửi thấy được mùi gì đó phía ngoài bo rồi. Nhưng có thể nói là người đi làm thì họ làm rất tốt trong cuộc cục, hỗ trợ những cái tên yếu thế hơn. Nhưng VP lại có một màn đáp trả có vẻ là không được fair play cho lắm. Nhưng mà trước đó thì những anh chàng này cũng đã cứu nguy cho bàn thua trông thấy. Còn vừa rồi, Ghibli cũng đã có những người lên tiếng, và Team Solo Mid sau một khoảng thời gian thoát ra được khỏi một cuộc giao tranh thì họ cũng đã phải dừng chân lại ở top thứ 12. Liệu chúng ta sẽ có được một kết quả là Sonic dừng chân ở vị trí thứ 32 hay không, khi mà hiện tại Etherforce 36 vẫn còn 4 thành viên. Và lần đầu tiên nhà đương kim vô địch của PGS 2021 sẽ vắng mặt trong tuần thi đấu Weekly Survival đầu tiên của PGC. Đó sẽ là một điều gì đó rất bất ngờ đến với tập thể tất cả những đội tuyển tham dự tại giải thi đấu năm nay và các bạn fan hâm mộ nữa. Không ít người đã dành những lời khen và lời chúc có cánh dành cho các thành viên của Sonic trước khi giải thi đấu của chúng ta diễn ra. Sẽ rất khó để đội tuyển nào bên dưới có thể đánh bật họ được ra khỏi cái vị trí này, đặc biệt là khi Team Sonic thì cũng đã phải dừng chân ở một thời gian quá sớm. Bây giờ sẽ là Team Liquid đối đầu với đội tuyển Ghibli, người đầu tiên nằm xuống ở lầm bù. Team Sphere đổi mạng là nhanh, tiếp tục là tình huống xây đến từ chàng Clip này, và Sphere cũng không thể nào có thể bắn tiếp được nữa. Những tình huống nốc liên tục diễn ra. Bây giờ thì Ibiza cũng ngay lập tức bị nốc điểm với chàng Adder, nhưng chưa có ai có thể firm được ai cả. Vừa mới nói xong thì MC ngay lập tức confirm đi điểm kill của anh chàng Lâm Bù. Và đội hình của bên phía đó là Ghibli, họ chỉ còn lại 2 cái tên duy nhất mà thôi. Adder muốn đẩy, Adder muốn nhấp nhá tại khu vực này, và có một flash để trả ra, tuy nhiên nó quá muộn màng và Adder nằm xuống. Ồ, một clip ơi, flick quá thay. Hai viên headshot vào đầu của Renba ở một cự ly phải nói là cũng tương đối là xa. Và Alinbox thì đang có động thái muốn bò ngược lại về phía sau nhằm kiếm thêm những cái điểm tiếng gạo và không muốn bắt lại vị trí thành viên cuối cùng 17 Gaming đâu. Còn với Heroic thì họ đang có một tình huống phòng thủ trước thành viên của Fury. Yuki Kamukao cùng với đó là vị trí của Inside cũng đã phải nằm. Flat cũng đang đẩy vào trên con xe máy, và Flat đã nằm xuống trước khi hạ cục được thành công vị trí của Pimmy. Ronon ở đây có được cái mạng của Currency đấy, nhưng anh chàng lại cũng chỉ còn lại một mình mà thôi. 1v4, tôi không nghĩ là Alinbot sẽ có thể làm được gì đâu. Và Inside bị confirm, và Alinbot cũng phải nằm xuống top 10 dành cho Archangel Predator với 65 điểm. Bên phía bên kia Heroic là 2, và nếu cứ tiếp tục với cái diễn biến như thế này thì hoàn toàn đội hình của thành viên E36 sẽ là ngư ông đắc lợi. Đặc biệt là cái gym vừa rồi đã kịp thời headshot đi chàng Page thành công, có thể confirm đấy không đầy. Trong khi đó thì Ronon trong đội hình của Fury cũng đã phải dừng chân bởi vòng bò. 7 team 22, chính xác là 20 players còn lại. Phút thi đấu thứ 23, Oz vẫn chưa có bất cứ một điểm kill nào cả, và T-Von chính thức rời cuộc chơi ở vị trí thứ 7. 6 team thi đấu, Game of Hà Đông vẫn còn ở trong những vòng bò này, và Etherforce 36 bây giờ chính thức có thêm cho mình 2 điểm về thứ hạng. Anh chàng này đã an binh bất động ở vị trí này rất lâu rồi, nãy giờ chưa lên tiếng một lần nào cả, và chắc chắn là Disgusting, thịnh cầu giấy của chúng ta sẽ không biết được thông tin của Starlord đâu.
Còn với Gex thì sao? Global Esports Access họ mất đi vị trí của SSR dưới, một quả nét tốt từ vị trí của Ifis. Lại tiếp tục là anh chàng Ifis lên tiếng, Xavier là có thể được lựa chọn tiếp theo. Zenan cũng như Yan Li cũng không còn quá nhiều vị trí để di chuyển nữa. Mtao Mersey thì confirm được vị trí của Xavier. Vòng bò nó lại gọi tên các thành viên của Os Gamemaker. Tuy nhiên là Liquid họ đang hủy diệt những cái bản đồ Mirama cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay. Kickstart cũng nằm và đó lại là James. Knockout Kickstart một quả nét tiếp theo thì hạ gục thành công được vị trí của Zenan. Còn với Game Home Hòa Đông thì sao? Họ mất đi vị trí của 3007 nhưng bù lại Discutting hạ gục được Indigo. Starlord vẫn đang nhấp nhá ở cự ly tầm gần. Một tình huống giáp lá cả tốt thì Starlord hoàn toàn có thể mở ra một cái hy vọng dành cho thành viên của Enterforce 36. Tuy nhiên không được rồi, Discutting hạ gục thành công được anh chàng này. Amonot thì đổi ngược lại vị trí của Sylphie. Còn trong khi đó thì Global Esports sẽ dừng chân ở vị trí thứ 6. Liquid có cho mình tổng cộng là 11 kill và ngay sau đó thì gần như họ đang thống trị hoàn toàn với khả năng bắn tay to của mình. Oath muốn đẩy lên như vậy là vị trí của Spyro đã lộ ra, anh ta không còn một nơi nào để đi nữa cả. Bắt buộc đấu súng, 4 máu còn lại, dừng chân vị trí thứ 4 thôi thì cũng đã là tốt lắm rồi. VP một người duy nhất thì không thể nào đọ được lại với 4 người về bên kia được. Cuộc chiến được đưa về là 4v3v3 và chắc chắn OK mình đang là những người có lợi, nhưng cần phải vượt qua họng súng tình Liquid trước cái đá. Snaker một tình huống sấy từ tầm xa, quá nhiều bạn là cũng đang được diễn ra và ngay lập tức Liquid dừng chân lại một cái kết quả bất ngờ. Team Enterforce 36 họ cũng chỉ có là 2 người mà thôi, nhân sự là gấp đôi, có lẽ cái top 1 này sẽ dành cho OK mình. Họ thậm chí là có thể vượt mặt được cả Arc Angel Predator cũng như là các thành viên ở phía team Game Home Hà Đông với những cái điểm về thứ hạng có được. Mục tiêu là vượt qua được Heroic nhưng có lẽ sẽ là hơi khó rồi. Tham dự vào Weekly Survival và tình huống cuối cùng Amonot lộ diện và đó là cái kết dành cho các thành viên ở phía team Enterforce 36. Os Gaming để lại dấu ấn đậm nét trong trận thi đấu cuối cùng ở map Miroma.